bà cứ làm cứ đến cái thợ hàn là nó hàn xong rồi nó bà tải nó là được mà. Rồi bà mua cái bằng sắt hết. Bằng thanh, tức là thanh cái kiểu đấy, bằng thanh thanh đấy. Ân Hòa ấy, cái đường đầu 10 đi ra ấy, nó làm cái đệm cho ở